anh em đánh giá xem thử, nếu mình mua cái cam này thì đi phượt sẽ như thế nào nha. Đó, quay lại rồi. Hello các bạn, thì rất nhiều anh em á sau khi xem cái video của Hạnh á thì cũng muốn là Hạnh test cái camera Action 3 này, xem chế độ phân giải, độ quay HD 4K của nó như thế nào. Thì trước giờ Hạnh để quay chủ yếu là 1080 để cho mình lúc edit máy nó nhẹ hơn, với lại dung lượng bộ nhớ nó sẽ không chiếm quá nhiều. Nhưng hôm nay Hạnh sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Hiện tại cái khúc đầu đây nè là Hạnh quay bằng con DJI Pocket nha, DJI Pocket 2 nè. Còn cái con Action 3 này Hạnh sẽ gắn lên nón để Hạnh chạy ngoài đường quay ở chế độ 4K. Rồi bây giờ mình sẽ xếp một chút cái chế độ 4K để Hạnh sẽ quay ở chế độ 4K và 30 khung hình trên giây nha. Nó đang ở 1080 nè, mình phải chỉnh qua. Cái này đang quay rồi. Đây mình sẽ chỉnh qua 4K nha. 4K và 30 khung hình trên giây được rồi. Không cần quá nhiều đâu. Đấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ di chuyển nha. Rồi mình gắn cái cam ở trên cái nón mình nè. Và có một cái dây là dây mic để mình nói, lúc mình vừa chạy vừa nói luôn, quay các bạn xem nha. Còn nếu mà không có mic này á là quay tiếng gió rất ồn, không mọi người không nghe được đâu. Rồi bắt đầu mình test cái cam cả nhà mình xem nha. Cũng có bạn hỏi mình là cái Action Cam này có kết nối điện thoại và tải về máy được không, thì mình nói là được các bạn nha. Đây có cái app mà nó đây đây ạ. Mọi người nhìn nè, này là quay ở cái đó, ở trên đầu mình đang ở đầu mình quay nè. Đấy thì quay trực tiếp điện thoại thì mới sẽ xem điện thoại được luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình đang test ở chế độ quay 4K một vòng cho cả nhà cùng xem nha. Xem thử chất lượng và độ rung của nó như thế nào. Và mình đang nói thật trực tiếp với mic gắn lên cái Action Cam của mình. Đấy. Đó. Còn thế này mình đang chạy tốc độ là 50 số giờ. Test cho cả nhà xem về chất lượng hình ảnh mọi người. Chất lượng hình ảnh thì mọi người có thể tự kiểm chứng nha. Đây mình đang quay 4K đấy. Còn 1080 thì mình cũng quay nhiều rồi. Đó, anh em đánh giá xem thử. Nếu mình mua cái cam này thì đi phượt sẽ như thế nào nha. Đó, quay lại hành trình rất tuyệt vời. Mình thấy là so với tầm giá mà hơn 10 triệu chút á, mà mua đủ combo và có ba binh máy và đầy đủ phụ kiện như thế này thì khá là ổn. Mà tiếc cái là mình đang muốn quay chế độ là vòng tròn nữa, giống như camera in 360 á. Cái này nó chỉ quay phía trước thôi. Đó, mình đang muốn làm cái lắp kia nè. Đó anh em, mình đang ở cái cầu Định Chiến rồi anh em. Đấy. Anh em thấy chất lượng hình ảnh quay 4K như thế nào? Nếu ok á thì anh em để lại bình luận bên dưới nha. Còn đây mình quay lúc đang chạy thôi. Còn lát mình sẽ quay cái 4K lúc mà quay vô mặt mình sẽ như thế nào nha. Biệt là nếu anh em quay muốn nói chuyện á về cái Action Cam này nhớ mua cái mic nha. Tại mình mua mic có dây á nên nó hơi lụm hụm chút. Còn anh em nếu muốn mua mà mua nên mua mic không dây á. Nếu có tiền thì mua thun cái mic của DJI á.
hơn hơn 8 triệu chút đó, nguyên cặp mic mic connection kết nối luôn. Còn mình thì mình mua cái mic này có hình như có 300.000 dây mic, mic có dây. Rồi, đây là Hành đang quay ở chế độ 4K. Mà anh quay theo kiểu là mình đi làm vlog nha các bạn. Cái này là mình quay không có có mic, không biết là có ồn hay không. Mọi người xem chất lượng hình ảnh như thế nào. Nó sẽ thật hơn cái HD đúng không? HD có độ làm đẹp của này không? Rồi hiện tại thì mình đang đi qua cái mình uống cà phê ở ngoài đường nè. Mọi người thấy có ồn không? Anh đang quay ở ngoài đường này. Mọi người xem chất lượng hình ảnh 4K như thế nào và chất lượng âm thanh khi mà không có mic sẽ như thế nào. Đấy, quay về chế độ làm vlog hành động đây, 4K đây cả nhà. Đang đi lên quán cà phê, đúng cà phê cả nhà. Đấy thì mọi người có thể tự đánh giá các anh nha. Khi mình quay ở chế độ 4K đi, mình đi lên cầu thang nè. Theo đánh giá của Hạnh á, thì cái cam này á, anh em làm vlog quay ở ngoài đường nó sẽ ok hơn là quay trong nhà, quay trong tối. Bởi vì chế độ làm sáng nó không được tốt đâu. Với lại là khi mà quay ở ngoài á, cái này nhiều chủ yếu dành cho hành động mà. Những pha hành động gọi là action mà. Hành động quay ok hơn ấy. Thì không biết là khi Hạnh nói ở đây á, thì cái để chế độ thu mic của nó ok không? Bởi vì mình đang không dùng mic. Đấy, nên là anh em nào có điều kiện á, muốn làm vlog tốt á thì mua thêm cho mình cái mic nha. Đấy, có cái mic cho để làm á. Giống như con DJI Pocket 2 của Hạnh á thì có cái mic, mình nói sẽ âm thanh sẽ rõ hơn rất là nhiều. Rồi, thì cái video hôm nay về Hạnh đã làm kiểu là đánh giá cái chế độ H quay chế độ 4K cho mọi người cùng xem. Thì anh em có thắc mắc hay là muốn Hạnh test thêm những gì thì anh em để lại bình luận bên dưới và cho một tim cái video này. Và có gì đó thì subscribe kênh giúp mình với nha. Rồi, bye bye, tạm biệt anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.